Thị trấn Việt Quang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Đây là cửa ngõ giao thương của hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Những ngày này, lên với Việt Quang, một không khí náo nức đang tràn ngập khắp nơi, chuẩn bị đón một mùa xuân mới lại về. Những năm qua, Đảng bộ và chính quyền thị trấn Việt Quang luôn nỗ lực đoàn kết phấn đấu xây dựng thị trấn ngày càng phát triển về mọi mặt. Kết cấu hạ tầng được quy hoạch và xây dựng ngày càng quy mô, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội bền vững. Cùng với sự đầu tư của huyện và các cấp, các ngành đã giúp cho thị trấn Việt Quang có những đổi thay nhanh chóng. Thực hiện chủ trương của tỉnh cũng như là nghị quyết của huyện về cái việc chỉnh trang đô thị để tiến tới là thành lập đô thị theo chủ trương của tỉnh. Thì đối với về phía nhà nước thì cũng đã có đầu tư một phần vốn và ngân sách. Mặc dù trong năm 2011 cũng có một số công trình phải giãn hoãn hoặc là cắt giảm, nhưng mà đối với công trình để chỉnh trang đô thị của huyện thì huyện cũng ưu tiên để cùng với dân là tiến hành chỉnh trang đô thị để xây dựng cái đô thị mới trong tương lai. Thì ở đây ngoài cái phần kinh phí của nhà nước thì với vai trò của Mặt trận Tổ quốc thì chúng tôi cũng hướng dẫn rồi là kiểm tra rồi cùng với dân, bàn với dân là để là vận động nhân dân. Với phương châm là nhà nước và nhân dân cùng làm. Với quyết tâm của các cấp chính quyền và người dân nơi đây, năm 2010, thị trấn Việt Quang đã được Bộ Xây dựng công nhận đô thị đoạt loại 4. Để tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân, nâng cấp bộ mặt thị trấn ngày càng phong quang, sạch đẹp hơn nữa, Đảng bộ và chính quyền thường xuyên chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị cùng vận động, tuyên truyền mỗi tổ chức và người dân cùng tích cực ủng hộ các chương trình, kế hoạch phát triển của thị trấn. Những ngày này, cùng với hàng chục công trình thi công đã và sắp hoàn thành như công trình điện chiếu sáng đô thị, kè chống sạt lở, công viên thiếu nhi. Trên đường trục chính của thị trấn Bắc Quang, những người công nhân xây dựng đang lát những viên gạch cuối cùng trên các vỉa hè, đường phố để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại dễ dàng, thuận tiện, đón chào năm mới. Hệ thống đường giao thông của thị trấn Việt Quang được đầu tư mạnh mẽ theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Chúng tôi đang tập trung các nguồn lực giữa nhân dân và của nhà nước đầu tư để nâng cấp những cái vấn đề, những cái chỉ tiêu cũng như tiêu chí về cái đô thị loại 4 đấy, thì để hoàn thành và cũng đã phấn đấu cố gắng từ nay đến 2020 chúng tôi sẽ hoàn thiện hết toàn bộ cái tiêu chí đô thị loại 4 và đạt được cái tiêu chí đô thị loại 3. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân thị trấn Việt Quang đang tích cực tham gia chỉnh trang đô thị, lát gạch vỉa hè đường phố, những vỉa hè rộng rãi và cây xanh đang vươn cao, chứng minh cho sự thay đổi hàng ngày của một vùng đất giàu tiềm năng ở cửa ngõ phía nam tỉnh Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc.